làn xe của mình đang trong giao thế này, không biết chúng ở đâu. Mình phải đi bảo cô tìm xe của mình. Cháu khỏi chưa, đi tìm được dê không? Con cháu khỏi rồi, đi được rồi. Chờ cô rửa bát xong, cô cháu mình cùng đi tìm dê nhé. Vâng cô.
thì cô cháu mình cùng đi xem nhé. Thank you.
Thank you.